Cầm set quà 34 trên tay mới thấy hết độ sang xịn mịn của em nó mọi người ơi. Set lớn rất là đầy đặn, túi hộp thiết kế đẹp và sang trọng. Set 34 là set quà Tết được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong suốt một Tết năm ngoái và năm nay cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp đặt trước rồi đó ạ. Với mức giá chỉ 490.000 đồng thôi thì đây sẽ là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp trong mùa Tết năm nay. Ngay bây giờ em sẽ mở hộp cho mọi người cùng xem bên trong có gì nhé. Không chỉ có quây ngoài vỏ hộp, các thành phần set đều có quây riêng rất là chỉnh chu. Đầu tiên là một hộp 1 gam saffron Zahan. Đây là dòng mỹ hoa nghệ Tây Super Daikin của hãng Gohan Saffron Iran. Zahan được trồng trong trang trại riêng, kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và đạt nhiều chứng chỉ quốc tế quan trọng đảm bảo chất lượng cao và nhiều giá trị cho sức khỏe, đặc biệt giúp ngủ ngon, cân bằng huyết áp, tốt cho tim mạch, tăng cường đề kháng, làm đẹp da. Tiếp theo là hai hũ trà hoa trong set quà, một hũ trà hoa nhài, một hũ trà hoa cúc. Trà hoa được sấy lạnh nguyên bông theo quy trình công nghệ cao, khép kín đảm bảo tách nước khỏi những cánh hoa mà vẫn giữ nguyên hình dáng và hàm lượng dưỡng chất có trong bông hoa. Khi pha trà sẽ có hương thơm rất là tinh tế. Cuối cùng là bình nước thủy tinh 300ml chịu nhiệt tốt để mọi người có thể pha trà saffron mang theo bên mình. Một set quà rất là đầy đặn, to đẹp, bên trong tròn đầy quà tặng sức khỏe quý giá, vừa thiết thực sang trọng mà lại có mức giá rất là mềm, chỉ 490.000 đồng thôi. Nếu doanh nghiệp đang quan tâm đến sản phẩm quà Tết, hãy để lại bình luận ở dưới video và em sẽ tư vấn chi tiết về set quà này nhé ạ.